Xin chào mọi người. Hôm nay IRC xin giới thiệu cho các bạn về công tắc cảm ứng thông minh chuyên sử dụng cho các hệ đèn led từ 12 đến 24V và các bạn có công tắc cảm ứng chặt. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết các sản phẩm. Trên tay tôi là công tắc cảm ứng chặt chuyên dùng để bật tắt cho hệ đèn, tăng giảm độ sáng hệ đèn. Đây là bộ quyết đại dùng để chịu tải cho công tắc cảm ứng chặt. Một cây đèn thanh âm profile do cây đèn dùng điện áp từ 12 đến 24V. Cho bạn chúng ta cần thêm một bộ đối ứng nguồn. Sau đây tôi sẽ chi tiết đi vào các đầu nối dây. Trước tiên tôi sẽ nối dây từ công tắc cảm ứng thông minh về bộ quyết đại. In là vị trí chúng ta cấp điện vào, out là chúng ta là dây ra của một quyết đại. Do hệ đèn dùng điện một chiều, chúng ta chú ý đến các cái cực của cực của công tắc âm, chúng ta nói với cực âm, cực dương chúng ta nói với cực dương. Đây là hai vị trí nhận tín hiệu của quyết đại. Đây là vị trí cấp nguồn, chúng ta sẽ nói chung với vào vị trí nguồn của quyết đại. Tiếp đó ta sẽ nối với cái đèn cỏ, các đèn led vào bộ quyết đại. Cuối cùng chúng ta cấp điện vào bộ quyết đại và cảm ứng. Trên bộ quyết đại vào cảm ứng cũng dùng làm một chiều, chúng ta sẽ nối vào, chúng ta cũng chú ý tác dụng chính là vào nối dây. Bộ đối nguồn tôi đã có cấp sạc điện 220 vào. Như thế này chúng ta đã hoàn thành xong cái phần đối nối các bạn của phần công tắc và bộ đèn led. Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn các vị trí cách dùng công tắc cảm ứng. Đây là vị trí bật tắt đèn. Anh cầu vồng là vị trí tăng giảm độ sáng của đèn. Chúng ta có thể tăng từ 100% đến tăng từ 0% đến 100% độ sáng có đèn. M là vị trí các mắt tăng giảm độ sáng có đèn. Đối với công tắc cảm ứng chặt, chúng ta có thể được những hệ đèn lên đến hàng nghìn W. Về đường link sản phẩm chúng tôi có thể để ở dưới video. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.